Chào mừng các anh chị em đã quay trở lại với Ondraxa. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại cá trong thế giới Ark Survival. Nhưng trước đó, để có thể xem lại video khác trong series thì các bạn có thể tìm ở phần mô tả cũng như đề xuất ở góc phải màn hình nhé. Và nội dung trong video được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần góp ý bổ sung, các bạn cứ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì hãy like, subscribe để ủng hộ Ondraxa. Rồi chúng ta cùng bắt đầu đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Lixictis. Lixictis là một sinh vật sống dưới nước tương đối nổi bật trong Ark Survival. Nó có danh pháp trong game là Lixictis Convivium Rosia. Theo ghi chép từ nhà phát hành thì nó thường được giao dịch với giá trị tương đương với Bramid và được gọi vui là Bramfish. Chất lượng thịt cao như vậy nên bù lại thì loại cá này lại nổi tiếng là khó theo dõi và săn bắt. Việc thực sự săn được một con Lixictis là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Lixictis bán bơ đối với hầu hết mọi thứ, nhưng có một ngoại lệ khiến nó bận tâm, đó là bè. Nó sẽ dọn không sót một chiếc bè nào. Khi gặp được một chiếc bè, Lixictis sẽ lao với tốc độ tối đa, đập chiếc bè thành từng mảnh bằng cách tung đòn trực tiếp cho chính chiếc bè, ngay cả khi chiếc bè được bọc hoàn toàn bằng đá hoặc thậm chí là kim loại. Lần nữa mình khuyên anh em nên cẩn thận, vì Lixictis ở bất cứ nơi nào có nước sâu và tấn công mạnh mẽ con tàu của bạn. Dinleostius. Dinleostius lorica rupta, còn được gọi là Dinkley hay được gọi đơn giản là Din, là một sinh vật rất kỳ lạ. Nó là một loài cá khá lớn, được bao phủ từ đầu đến đuôi bởi các tấm bọc thép, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Mình hay gọi vui vui nó là ankylosaur của đại dương. Nó có xu hướng ăn các động vật giáp xác năng lượng dưới đáy biển, vì với chỉ số tốc độ khá thấp nên nó không đủ nhanh để bắt hầu hết các loài cá nhỏ. Nói chung thì là chậm chạp, cong kênh, từ từ lang thang ở độ sâu của đại dương. Dinleostius có khả năng chiến đấu một cách đáng ngạc nhiên so với một loài cá. Nó không cản trở khi bạn tấn công chủ nhân của nó, nhưng nếu nó bị thương bởi bất kỳ sinh vật nào hoặc bạn đến quá gần thì nó sẽ tấn công không thương tiếc. Nhưng nếu kẻ tấn công có thể giữ được vị thế của mình thì Dinleostius sẽ 3-4 mà bỏ chạy. Khi đã thuần hóa, Dinleostius là một loài cá cực kỳ hữu ích cho các bộ lạc ven biển. Bộ hàm khỏe của chúng giúp khai thác đá và dầu mỏ ở sâu đại dương. Trong khi thu hoạch, Dinleostius có thể bảo vệ người cưỡi khỏi tất cả cho những mối đe dọa lớn hơn dưới đáy biển. Và một khi Dinleostius đạt đến ngưỡng nhất định, bản thân đó cũng có thể được dùng để thu hoạch một lượng lớn chitin tương đối đáng kể. Sabertooth salmon. Cá hồi Sabertooth salmon hay còn được gọi là Oncodinchus, được ghi chép trong hồ sơ Ark là cá hồi răng kiếm, là một loài cá nhìn chung khá thụ động. Nó có thể xuất hiện với nhiều kích cỡ khác nhau, và kích thước phòng thủ chính của nó là bơi theo đàn nhiều con từ 3-4 cá thể trở lên. Như vậy, nó không thích xung đột và thường tìm cách né xa khỏi bất cứ thứ gì lớn hơn nó với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, một khi bị khiêu khích, Sabertooth salmon trở nên khá hung dữ với những người anh em gần đó của nó. Nó khóa chặt con mồi bằng răng dài và bắt đầu hút máu của sinh vật đó. Việc mất máu này không quá nguy hiểm nếu chỉ riêng một đàn Sabertooth salmon tấn công. Mục tiêu của chúng sẽ nhanh chóng mất tốc độ và sức chịu đựng vì mất máu, chết đuối nếu không thở được dưới nước. Ngoài phiên bản thường, loài cá hồi này còn có những biến thể khác, chẳng hạn như Aberrant Sabertooth salmon, độc đáo với khả năng phát quang, biến nhiễm với phóng xạ, hay X Sabertooth salmon. Bạn có thể thuần hóa chúng bằng cách sử dụng giỏ bắt cá, giống như nhiều loài cá nhỏ hơn được tìm thấy trên hoặc xung quanh đảo. Trên lý thuyết thì Sabertooth salmon không thể thuần hóa được, nhưng nó thường được chăn thả và thu hoạch để lấy tài nguyên. Đặc biệt, một số miếng thịt của nó nhất định được coi là có chất lượng tuyệt vời và thường được gọi là cá thượng hạng, được sử dụng cho các món pha chế cao cấp cụ thể và thuần hóa nhiều sinh vật ăn cá trên đảo. Coelacanth. Coelacanth là một loài cá vây tai phát triển mạnh ở vùng biển xung quanh đảo cũng như trong sông hồ. Không giống như hầu hết cá vây tai, thịt Coelacanth chứa ít dầu và ure hơn. Trên thực tế, đây là một trong những nguồn thịt lành mạnh. Hầu hết Coelacanth là loài kiếm ăn cơ hội, ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn nó, có thể bao gồm cả rắn nước con, côn trùng và thực vật, và có lẽ là ăn thịt lẫn nhau. Coelacanth khá là vô hại, nó sẽ lười biếng bơi lội xung quanh cho đến khi bị khiêu khích. Khi đó, nó sẽ cố gắng bơi đi nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Do số lượng đông đảo, khả năng sống sót ở hầu hết mọi nơi ẩm ướt và vị trí của nó ở cuối chuỗi thức ăn. Nó có lẽ là một trong những sinh vật quan trọng nhất trên bất kỳ bản đồ nào. Nếu không có Coelacanth, toàn bộ hệ sinh thái có thể sẽ sụp đổ. Mặc dù trí thông minh hạn chế khiến chúng không thích hợp để thuần hóa, nhưng Coelacanth lại cung cấp nguồn thịt hữu hiệu cho các bộ lạc ven biển hoặc sống dưới nước. Thường thì họ sẽ dành ra một khoảng thời gian để câu cá ở mép nước,
thường mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên vì Coelacanth thường ăn rác thải đôi khi có giá trị lớn. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ của chúng, một bộ tộc lớn hơn sẽ cần một số lượng đáng kể để nuôi sống bản thân. Megalodon. Nói sơ qua về những thông tin từ nhà phát hành thì Megalodon là một trong những sinh vật bị đép kha khá trong Ark Survival. Nó là một loài cá mập lớn thời tiền sử. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại là Megalos, có nghĩa là khổng lồ, và Odon nghĩa là răng. Nếu không bị giới hạn ở vùng biển, các Charodon Ultra Megalodon sẽ là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên đảo, mạnh mẽ và nguy hiểm như Tyrannosaurus trên cạn. Megalodon khá hung dữ và có thể bơi nhanh hơn hầu hết các sinh vật, trừ một số loài bơi nhanh hơn nó. Nó cũng tấn công con người từ khoảng cách rất xa, do đó không có gì lạ khi chúng ta chớp mắt một phát thì thấy mình đột nhiên rơi vào tình cảnh mạnh treo chuông khi phải đối phó với nhiều con Megalodon cùng một lúc. Đọc mô tả của nhà phát hành thế thôi, chứ con cá mập này trong Ark bị thọt về kích thước, chỉ dài đâu đó khoảng 16m. Megalodon trong game khó có thể giữ được vai trò là động vật săn mồi đầu bảng như chính nó ngoài thực tế. Các chỉ số khác trong game của nó cũng chỉ ở mức tầm trung nếu chúng ta đặt lên bàn cân so sánh với Mosasaurus và Ichthyosaurus. Theo xếp hạng không ý đáng tin cậy từ AI, thì chỉ số sát thương thì Megalodon chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn là 38 nếu đối với một loài săn mồi. Có một phát cho các bạn nhé, là cá mập Megalodon sẽ bơi không nhanh bằng cá heo đâu, nên hãy cân nhắc việc tame nó để dùng làm thú cưỡi nhé. Ở đây ai mà chơi Ark thâm niên có kinh nghiệm thì dẫn dẫn bắt được cả bầy ấy. Anglerfish. Anglerfish còn được gọi ngắn gọn là Angler. Có danh pháp khoa học trong Ark Survival là Melanocetus Angler Basicum. Đây là một dạng cá Anglerfish lớn nhất, nhưng mình xin phép đọc tên nó là Angler cho đỡ mỗi miệng. Thường được tìm thấy ở một số vùng nước sâu nhất, tốt nhất của đại dương. Sinh vật này săn những con cá nhỏ hơn, đồng thời là nguồn thức ăn tuyệt vời cho những kẻ săn mồi lớn hơn. Angler có một dãy các chùm ánh sáng phát quang sinh học ở trên đỉnh đầu. Nó chủ yếu sử dụng những thứ này để thu hút những sinh vật nhỏ hơn và lừa chúng đến đu gần để ăn thịt. Nhưng cũng chính điều này thường làm cho Angler hoang dã tương đối dễ bị phát hiện. Mặc dù được mô tả là khá láo lĩnh, nhưng Angler sẽ tấn công người chơi và bất kỳ sinh vật nào đã được thuần hóa trong tầm mắt. Khi bị sát thương trong giao tranh, nó sẽ cố gắng bỏ chạy nhưng sẽ quay lại và tấn công lần nữa. Piranha. Piranha trước đây còn có cái tên là Mega Piranha. Danh pháp đầy đủ hơn thì sẽ là Mega Piranha Magnamosus, là loài cá ăn thịt được tìm thấy khá phổ biến ở các sông, ao trên đảo. Chắc mình sẽ gọi nó là Mega Piranha đi cho nó quen thuộc hả các bạn? Rất khủng hoảng là những gì mình có thể nói về nó khi có bất cứ thứ gì ở gần nó. Nó thậm chí sẽ xuất hiện để tấn công Tyrannosaurus. Nhưng mấy pha tấn công này thường là vô ích. Mega Piranha có xu hướng sống theo nhóm từ 4 đến 5 con. Với số lượng như vậy, nó có thể xé nát một lớp da yếu chỉ trong vài giây. Cú cắn của Mega Piranha cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể là một trong những vết cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài sinh vật nào trên đảo. Không có con nào là mối đe dọa áp đảo. Nhưng xu hướng bầy đàn săn mồi của chúng có thể khiến những sinh vật lớn hơn và mạnh hơn nhiều bị tiêu diệt. Nên tôi khuyên các ông nên đề cao cảnh giác khi gặp Mega Piranha. Bất kỳ con Mega Piranha nào cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng tiêu diệt toàn bộ đàn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Manta. Manta Mobula hay Manta nghe có vẻ hơi lạ nhưng nó thực ra là một loài cá đuối đó các bạn. Trong Ark Survival, thì Manta đã được thiết kế với sự tiến hóa vượt xa những đặc điểm thực tế của nó. Mọi thứ đều cho thấy đây là loài cá đuối nước mặn, nhưng nó được phát triển khả năng bơi với các sông và vùng đông của hòn đảo, cũng như qua các đại dương rộng lớn. Có lẽ ban đầu có hai loại cá đuối trên đảo, nhưng nhiều năm lai tạo đã kết hợp các dòng dõi của chúng với nhau. Manta là loài ăn thịt. Mặc dù ghi chép mô tả nó là một sinh vật ngoan ngoãn, nhưng thực ra nó chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Chỉ cần bơi hơi gần nó một tí là đủ lý do để nó tấn công. Nó dường như cũng tích cực tìm kiếm con mồi, vì những sinh vật thủy sinh được thuần hóa, đậu gần bờ biển cũng sẽ thường xuyên bị chúng tấn công. Manta thường bơi cùng nhau theo nhóm ba con. Barakid. Barakid là một sinh vật trong gói mở rộng Genesis phần 1 của Ark Survival, có thể được tìm thấy ở quần xã sinh vật đại dương. Thông thường, Barakid sẽ di chuyển chậm rãi quanh những khu vực sâu hơn của quần xã sinh vật đại dương. Tuy nhiên, khi tiếp cận, chúng sẽ nhắm vào người chơi và tấn công. Người chơi sẽ nhận được thông báo ở đầu màn hình rằng họ đã bị nhắm mục tiêu bởi một đàn Barakid. Chúng thường nhắm vào các cấu trúc bằng gỗ gần đó nhưng không gây sát thương, và một số sinh vật hoang dã đều bị tiếp cận, chẳng hạn như Carbonimus. Chúng gây lượng sát thương cố định lớn, giết người chơi với tốc độ tương đối nhanh. Chúng cũng có thể giết những con đã thuần hóa không có người trông coi nếu chúng ở chế độ thụ động. Cuối cùng, chúng có lượng máu đáng kể khiến chúng khó bị giết. Đàn cá Barakid di chuyển khá chậm và có thể dễ dàng gây sát thương cho người chơi và vật nuôi cố định. Bơi qua chúng với vật nuôi thường có thể khiến chúng tránh xa mục tiêu của bạn.
Chúng cũng không dám vào thuyền, mặc dù sự hiện diện của Lysictis ngăn cản việc sử dụng chúng trong quần xã sinh vật đại dương. Electrophorus. Electrophorus hay còn được gọi ngắn hơn là lươn. Mặc dù có tên gọi chung, nhưng nó thực ra là một con cá dao rất dài chứ không phải lươn. Nó là một sinh vật sống dưới nước khá hung dữ trong thế giới Ark Survival. Nó nằm ở vị trí trung bình của chuỗi thức ăn trên đảo. Electrophorus là một loài bơ lội ăn thịt. Thức ăn chủ yếu là động vật có vỏ và cá nhỏ. Nó không cung cấp nhiều thịt, nên nhiều cá săn mồi chỉ đơn giản là níu ke. Không giống như hầu hết các loài săn mồi, nó không sử dụng sức mạnh để hạ gục con mồi mà thay vào đó giải phóng một điện tích xung quanh để khiến con mồi bất tỉnh. Một mình điều này có thể hạ gục một sinh vật nhỏ. Khi tấn công cùng nhau, Electrophorus thậm chí có thể hạ gục các dạng sống lớn hơn ở đại dương và sau đó ăn theo nhóm. Electrophorus sẽ tấn công để ở trong tầm nhìn của nó. Khi đã ở trong tầm ngắm của nó sẽ đi theo người chơi ngay cả khi bơi lên mặt nước. Nó có thể được tìm thấy ở vùng biển sâu do khả năng tấn công và tốc độ bơi nhanh của nó. Nên mình có lời khuyên cho các bạn nên tránh xa những sinh vật này nếu như không có sự chuẩn bị thích hợp. Nếu điện di đến được mục tiêu, nó sẽ làm chậm và giảm lượng sát thương gây ra của bất kỳ sinh vật nào, ngoại trừ Basilosaurus và Tussotiodes trong vòng 8-10 giây, khiến chúng kém hiệu quả hơn khi chiến đấu và có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không thể bỏ trốn. Lamprey. Lamprey có danh pháp trong thế giới Ark là Cenomizon luminosus. Nó là một trong những loài tỷ sinh độc đáo. Mặc dù chiếc đuôi phát sáng đặc trưng của nó khiến nó dễ dàng bị phát hiện và nhận dạng, nhưng những tuyến phát quang đó cũng là nơi nó sản sinh và lưu trữ chất độc gây suy nhược. Lamprey được ghi chép là có một sự yêu thích đặc biệt đối với máu và bất cứ khi nào có thể, nó sẽ cố gắng bám lấy đối tượng là con người. Một khi điều đó xảy ra, nó sẽ tiêm một chất độc mà chỉ có hai cách chữa trị, thuốc chè độc chuyên biệt hoặc thời gian. Lamprey ẩn nấp trong nước, chờ đợi những người sống sót hoặc những con được thuần hóa đi ngang qua, sau đó nó nhảy lên và bám vào con mồi. Nó truy đuổi nạn nhân của nó trên cả đất liền. Vừa rồi là toàn bộ loài cá đã xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại trong thế giới Ark Survival mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy sao về số này? Hay có thông tin gì cần bổ sung đến chính hay bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn nếu có chủ đề gì muốn chúng mình làm thì cũng bình luận luôn để chúng mình sắp xếp và lên video sớm nhất đến các bạn nhé. Hãy ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. My appetite.